Sáng 9 tháng 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025, báo cáo kết quả liên quan các nội dung văn hóa xã hội, giáo dục, đào tạo. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng cho biết, Chính phủ quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, bảo đảm gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe nhân dân. Nhấn mạnh các vấn đề chính phủ cần quan tâm trong lĩnh vực này, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh lưu ý, thị trường lao động còn tiềm ẩn rủi ro, tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức vẫn chiếm tỷ trọng lớn, tình trạng thiếu thuốc vẫn tiếp diễn. Đáng lưu ý, ông Thanh cho hay, trong năm 2024, dư luận xã hội dậy sóng với các trường hợp học giả bằng thật, ở cấp đào tạo trình độ cao nhất. Tuy nhiên, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục chưa có biện pháp xử lý thỏa đáng, chưa công khai, minh bạch với công luận, Cụ thể trong báo cáo thẩm tra đã dẫn chứng trường hợp ông Vương Tấn Việt, thích Trân quang, bảo vệ luận án và được cấp bằng tiến sĩ tại trường Đại học Luật Hà Nội sau khoảng hơn 2 năm từ khi tốt nghiệp cử nhân luật hệ vừa học vừa làm. Sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản xác nhận là ông Vương Tấn Việt không có tên trong danh sách dự thi và bảng ghi tên, ghi điểm trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 năm 1989 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa khóa ngày 6 tháng 6 năm 1989 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan lĩnh vực văn hóa giáo dục, Chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục Nguyễn Đắc Vinh đánh giá về tình hình chung của giáo dục tốt, nhưng quản lý chất lượng giáo dục cần tiếp tục chú ý khi đã có những sự việc trường hợp cụ thể. Theo ông Vinh, khi một sự việc xảy ra, mọi người cần chú ý nhiều hơn việc phân tích, đánh giá xem quản lý còn đúng quy trình không. Nhưng khi chất lượng không đảm bảo, mọi người lại không đi thẳng vào vấn đề chất lượng của luận án, công trình đó có thực sự tốt hay không. Còn nếu cứ xoay vào quy trình rồi sửa một số quy định thì không giải quyết được bản chất vấn đề. Ông Vinh nhấn mạnh Ủy ban Văn hóa Giáo dục đã tiến hành tọa đàm trao đổi với ngành giáo dục và nghĩ rằng ngành sẽ sớm chấn chỉnh được việc này. Ngày 9 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 5 người tại các cơ sở massage ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Theo điều tra, ngày 23 tháng 9, bà TTL, chú tỉnh Bình Thuận, đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh trình báo về việc con gái bà là HTT hiện đang làm nhân viên tại một cơ sở massage karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Bà L nhận cuộc gọi từ một người thanh niên tự xưng là quản lý của MT, gọi điện yêu cầu gia đình phải đem tiền chuộc với số tiền là 120 triệu đồng để đón M.T. về. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đã nhanh chóng xác minh, giả soát các cơ sở massage, karaoke trên địa bàn qua đó xác định MHTT hiện đang là nhân viên tại cơ sở massage nhà nghỉ HK ở khu phố 13 phường Bụi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Sau đó, công an tiến hành kiểm tra cơ sở trên thì phát hiện MT cùng 5 nhân viên nữ massage khác của cơ sở đang ở tại khu vực các lửng phòng nghỉ dành cho nhân viên nữ. Bên ngoài có cửa sắt đang bị khóa không cho các nhân viên nữ đi ra ngoài. Qua điều tra ban đầu, ngoài việc có dấu hiệu tội bắt giữ người trái pháp luật, công an còn làm rõ hành vi của Nguyễn Hữu Thành, khống chế buộc các nhân viên massage phải ký giấy vay mượn tiền của Thành thông qua Lê Văn Hải và một đối tượng khác các nhân viên massage có nhiệm vụ phục vụ khách rồi lấy tiền bo để trả nợ hàng ngày cho Thành. Việc trả nợ sẽ được ghi vào sổ ở quầy lễ tân. Số nhân viên nợ tiền của Thành được yêu cầu ở tại cơ sở, không được ra ngoài, nấu ăn tại chỗ. Ngày 9 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng khởi tố Lại Thu Hà, 42 tuổi, hộ khẩu thường trú Hà Nội, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu tháng 6 năm 2024, ông CJ 37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, đến Đà Nẵng làm việc và thuê lại thu Hà làm phiên dịch kiêm người giúp việc nhà cho mình. Sau khi nhận lời làm việc cho ông CJ Hà liên hệ với chị DNT chú quận Liên Triểu, Đà Nẵng để thuê căn hộ trong khu đô thị Phú Gia, quận Thanh Khê cho ông CZ. Sau khi thuê được nhà để thuận lợi cho công việc, ông CJ thống nhất cho Hà về sống cùng trong căn hộ. Thời gian đầu, ông CJ trực tiếp trả tiền thuê nhà. Tuy nhiên, đến cuối tháng 8 năm 2024, do vay muộn tiền của người khác bị đòi nợ nên Hà nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ông Seji để thanh toán món nợ. Vì vậy, Hà tìm cách thuyết phục ông Seji giao tiền cho mình để thay ông thanh toán tiền thuê nhà. Vì tin tưởng lại thấy giao cho người phiên dịch làm thay cũng đỡ phiền toái nên ông Seji đưa cho Hà 40 triệu đồng. Có tiền Hà dùng để trả nợ và nói dối với chị DNT rằng ông Seji bận đi công tác nên chưa thu xếp được tiền. Hạ viện lý do công an kiểm tra hành chính việc lưu trú để mượn hộ chiếu của ông Seji giao cho chủ nhà làm tin. Chưa dừng lại ở đó, ngày 12 tháng 9, Hà tiếp tục lấy máy tính của ông Seji mang đến tiệm cầm đồ để thế chấp lấy tiền trả nợ. Tiếp đến khi ông Seji cần lấy lại hộ chiếu, thì Hàn nói dối rằng cơ quan công an đang giữ và phạt hai người 10 triệu đồng vì vi phạm quy định đăng ký cư trú. Tin tưởng ông Seji tiếp tục đưa cho Hà 10 triệu đồng để thay ông nộp phạt. Hà đến gặp chị T trả 10 triệu đồng tiền thuê nhà và thông báo ông Seji muốn kết thúc hợp đồng thuê nhà vào ngày 30 tháng 9. Đến ngày 27 tháng 9, chị T gặp ông Seji để thu số tiền còn lại và làm thủ tục kết thúc hợp đồng thuê nhà, thì ông Seji mới phát hiện ra sự việc, trình báo công an. Tiếp nhận tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Khê vào cuộc xác minh, triệu tập Hà làm việc. Sau khi củng cố chứng cứ, cơ quan công an ra quyết định khởi tố Hà để tiếp tục điều tra. Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế với phòng khám đa khoa quốc tế Việt Sinh thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện đa khoa quốc tế Việt Sinh có địa chỉ tại số 169 Hoàng Hoa Thám, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh qua kiểm tra liên ngành đoàn kiểm tra đã phát hiện phòng khám đa khoa quốc tế việt sinh có các hành vi vi phạm hành chính chỉ định sử dụng các dịch vụ khám bệnh chữa bệnh vì vụ lợi biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định ngoài ra phòng khám còn niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh đặc biệt cung cấp dịch vụ khám bệnh chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám chữa bệnh với những vi phạm trên, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã xử phạt vi phạm hành chính Phòng khám Đa khoa Quốc tế Việt Sinh với tổng số tiền là 113 triệu đồng. Đồng thời xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh trong thời gian 2 tháng đối với một bác sĩ là người thực hiện chỉ định sử dụng các dịch vụ kỹ thuật không phù hợp với hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đối với một số bệnh lý liên quan đến tiết niệu sinh dục. Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cũng tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng, tức quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 2 tháng. Yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn bệnh viện đa khoa quốc tế Việt Sinh phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn không tự nguyện chấp hành thì sẽ cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật mùng 9 tháng 10, người dân phát hiện có nam thanh niên, sau này xác định là NHM, sinh năm 2008, học trung cấp nghề, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, ngồi trên ban công nhà sách Phương Nam trên đại lộ Hòa Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Vào thời điểm trên, M có dấu hiệu muốn nhảy từ ban công xuống đất nên người dân đã gọi điện thoại báo lực lượng công an. Nhận được tin báo, công an quận Ninh Kiều đã huy động các lực lượng đến hiện trường, đồng thời phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Cần Thơ triển khai các phương án cứu hộ lực lượng công an đã triển khai nhiều phương án tiếp cận nhằm đảm bảo an toàn cho M, ngoại trừ các tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Ngoài việc triển khai, bố trí đệm hơi phía dưới để phòng M có thể nhảy xuống, lực lượng cứu hộ đã chia nhiều hướng và bất ngờ tiếp cận đưa thanh niên nói trên ra khỏi lan can và giải cứu an toàn. Sau khi giải cứu an toàn, lực lượng làm nhiệm vụ đã động viên tinh thần nam sinh nói trên. Sau khi bình tĩnh, em M trình bày là có quen với bạn gái đang học lớp 11. Tuy nhiên do cả hai còn đang đi học nên gia đình đã khuyên ngăn động viên chăm học, hành đến khi trưởng thành mới tính đến chuyện hôn nhân. Vì chuyện này em mở sinh ra buồn phiền và có ý định tự vẫn nhưng được lực lượng công an phát hiện giải cứu kịp thời cơ quan công an đã test nhanh kết quả thanh niên này âm tính với ma túy và không có biểu hiện ngáo đá hiện nay cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc